Chào mừng các bạn đến với Facebook Academy, mình là Như Trần. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về các công cụ tạo quảng cáo Facebook và điểm khác biệt giữa các công cụ này. Hiện nay có 3 công cụ chính để tạo quảng cáo, đó là quảng cáo bài viết trên trang Facebook, trình quản lý doanh nghiệp và Power Editor. Bạn sử dụng quảng cáo bài viết trên Facebook khi bạn muốn lập quảng cáo nhanh và đơn giản. Tuy nhiên, công cụ này sẽ chỉ cho phép bạn chạy quảng cáo theo mục tiêu tương tác, không thể chạy được nhiều mục tiêu quảng cáo khác và cũng không nhắm được nhiều đối tượng đa dạng và chuyên sâu. Về trình quản lý doanh nghiệp là công cụ phổ biến nhất dành cho các nhà quảng cáo vừa mới bắt đầu hoặc chuyên nghiệp. Nó cho phép các bạn đặt nhiều mục tiêu quảng cáo khác nhau, tạo và nhắm nhiều loại đối tượng khác nhau như đối tượng tiêu chuẩn, đối tượng tùy chỉnh và đối tượng tương tự. Ngoài ra, các bạn còn có thể đọc được báo cáo kết quả rõ ràng cho từng chiến dịch quảng cáo với công cụ này. Về Power Editor, các bạn nên sử dụng Power Editor nếu bạn cần tạo hoặc chỉnh sửa hàng trăm quảng cáo cùng một lúc. Power Editor là công cụ hoàn hảo, tuy nhiên sẽ khá phức tạp hơn cho các nhà quảng cáo mới bắt đầu. Mình là Như Trần, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!